Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mây Vàng Tiếng Châu của mình nè. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề cách nuôi dưỡng nụ ha, bón phân như thế nào, bón phân gì và cách bảo quản cái nụ mình nó không bị hư nha các bạn và không bị nở bậy. Thì bạn biết là bây giờ là cũng giữa tháng 9 rồi. Thì bạn biết thời tiết năm nay thì là nó tương đối là nó nắng ít và mưa nhiều. Bởi vì thế các bạn nên can thiệp kali sớm để cho cái nụ của mình nó được mau lớn và nó được chắc nụ và chín nụ. Nè, bạn xem nha. Thì vừa rồi mới mấy bữa nay thì mình mới bón hình như là 3 bữa thôi. Cái thằng 16 16 16 ha, 3 số 16, 3 số đều nhau. Thì bạn thấy ba số đều nhau á, mục đích là có đạm á, nó để dưỡng lá nè, thứ hai có lân để tạo năng lượng nha, cho những cái nụ mà còn là nụ kim á, nó thành nụ ha. Và kali bây giờ mình đang lên tới 16%, thì để kali nó có mục đích là làm cho cái nụ mình nó chín nó bạn ha, nó chín nó vàng như thế này và nó mau lớn nụ nữa. Bạn thấy mình mới bón mấy bữa mà nụ này nó lớn ghê, nhanh đó bạn. Thấy là nó sẽ có sự thay đổi tức thì ha. Đó, nụ nó lớn nhanh đó mà ha. Cho dù thời tiết hổm dài thì nắng ít mà mưa nhiều, nhưng mà khi mình bón phân ba số bằng nhau 16 16 16 vô á, thì bạn thấy cái nụ nó sẽ màu tròn ha, nó nhanh lắm bạn. Bởi vì mình nói các bạn không nên gấp rút mà tạo nụ sớm ha, nụ lớn nhanh chi hết á. Thì đáng lẽ là cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 9 mình mới bón cái phân ba số bằng nhau, nhưng vì do thời tiết năm nay á, nắng ít mưa nhiều các bạn, nên mình sẽ can thiệp cái thằng kali cao lên một chút. Vì không biết á, là nếu bây giờ mà những cái cây mà nụ nó đã to như thế này nè, bạn bón kali cao lên á, nó cũng không sao các bạn ha, trừ khi bạn bón đạm cao mới sợ thôi. Những cái nụ lớn như vậy, nếu bạn bón lỡ mà bạn bón kali cao á, mà mình nói là bón kali cao nhưng mà hàm lượng vừa phải thôi nha, chứ bạn đừng có nghĩ ý bón hàm lượng quá cao là không được, thì cái nụ nó cũng không có bị mà chỗ sớm các bạn ha. Kali cao sẽ giúp cho nụ mình nó sẽ chín, nó màu vàng á, nó sẽ khó nở bậy hơn. Thì bây giờ là giữa tháng 9 rồi, thì các bạn bón cho mình một lần ba số bằng nhau đi ha. Bạn nào có 15 15 15 thì bón, bạn nào có 17 17 17 thì bón, 19 19 thì bón, hoặc 16 16 thì bón, thì nó trên đạt với hàm lượng không nhiều á, nên cũng được các bạn. Thì cái liều lượng mình nói là cái liều lượng ha, thì các bạn sử dụng phân bón lá thì các bạn nên giảm liều một chút. Phân bón lá thì bạn sử dụng liều khoảng chừng 2g cho một lít nước đổ lợi thôi nha các bạn, không hơn nha. Rồi, mà tốt nhất là bạn xài khoảng bạn xài bón lần đầu thì các bạn nên xài cái liều khoảng 1g rưỡi ha, 1g đến 1g rưỡi phân bón lá nha các bạn. Còn nếu là phân bón gốc thì đây mình có phân này 3 số 16 nè các bạn. À, mình ghi 3 số 16 nè, 16 16 16 thì cái phân này là cái phân bón gốc nha các bạn. Thì phân bón gốc này là các bạn tưới cho mình cái liều lượng là 2g trong nước các bạn ha. Còn rải thì các bạn cứ căn cứ vào rải, ví dụ như bây giờ chậu mấy những cái chậu mà chậu 2 chậu 2 rưỡi thì các bạn rải cho mình 1g thôi ha. Chậu 3 thì các bạn rải khoảng là 2g, chậu 4 bạn rải 3g, chậu 5 bạn rải khoảng là 4g, chậu 6 bạn rải khoảng 5 6g 7g gì đó ha. Thì nó trên lệch 1 2g thì không có sao các bạn. Còn bạn pha nước tưới thì các bạn pha với cái liều lượng cho mình là 2g trong nước tưới nha các bạn. Và bạn bón cho mình là bây giờ là một lần ha, có thể là cuối tháng một lần ha. Còn thí dụ như tùy theo cuối tháng mà cái thời tiết nó thay đổi thì mình có thể là thay đổi qua cái thằng ba số số khác ha. Cuối tháng thì các bạn có thể thay đổi qua 12 12 17 cũng được ha, cũng không sao. Tại bạn biết là khi mà nếu mà nắng lên nhiều á thì các bạn có thể xài 12 12 17 này nè ha, cho nụ nó chắc. Thì hai cái thằng này các bạn xài cũng tương đối là giống nhau, nó cũng không có chênh lệch mấy.
Nhưng mà cái thằng 16 ba số bằng nhau này nè thì các bạn nên xài trong cái giai đoạn này thôi, hôm qua cái giai đoạn tháng 10 á, thì không nên xài nó nữa. Và sau giai đoạn tháng 10 trở đi thì bạn nên xài 12, 12, 17 ha. Tại vì cái thằng ba số bằng nhau này nè, nó có hàm lượng đạm cũng hơi cao chút xíu á. Ví dụ bạn bón cho cái tháng 10, tháng 11 á, thì nó dễ gây chỗ lác đác cái cây mai mình lắm ha. Nên mình tốt nhất là qua tháng 10, tháng 11 á, thì mình bón qua cái số 12, 12, 17 này thì nó an toàn hơn. Và mình nói thêm là những cái cây mai nụ bự á, thì những cái mai nụ quá bự thì bây giờ các bạn bón 12, 12, 17 luôn nha các bạn ha. Và bón liều lượng vừa phải thôi. Vừa phải là đừng bón quá quá nhiều nha các bạn ha. Cũng một tháng bón hai lần nhưng mà bón liều nhẹ cho mình thôi. Đó. Còn những cây mai mà nụ đúng thì bây giờ bạn bón cho mình 16, 16, 8, ơ xin lỗi 16, 16, 16 ha, hoặc là 15, 15, 15, hoặc là 17, 17, 17, hoặc 19, 19, 19 á, hoặc là 20 điều cũng được. Nó có nhiều loại số cũng trên là không bao nhiêu các bạn. Rồi để bảo quản cái nụ của mình thì các bạn cố gắng là các bạn phải xịt bọ trĩ và cái thằng Anvin này nha các bạn ha. Thì Anvin này có thể pha chung với lại với thằng Confidor, lúc trước mình có pha chung rồi xịt không có sao chứ. Còn pha với các loại thuốc khác trị bọ trĩ thì các bạn nên cân nhắc. Thì Anvin này xịt riêng thì các bạn có thể xịt cái liều lượng là 1,5 g, 1cc rưỡi đến 2cc cho 1 lít nước nha các bạn. Ở đây thì thường mình xịt 1cc rưỡi thôi. Các bạn có thể xịt 2cc cho 1 lít nước luôn cũng không sao. Thì nếu bạn xịt riêng thì bạn xịt cái loại Anvin này trước, sau 3 ngày sau thì bạn xịt cái thằng bọ trĩ ha, nó an toàn hơn, đừng có xịt chung. Rồi còn thì bọ trĩ thì các bạn sử dụng cho mình cái thằng thằng nào cũng được ha, thằng Confidor cũng được, hoặc là thằng nào thằng này cũng được, Suzotino này cũng được ha, hoặc là các bạn sử dụng cho mình cái thằng Radiant này. Radiant này rất là hay. Ra ăn là nó mất tiền và ra đi ăn là xịt nó sẽ đỡ ảnh hưởng sức khỏe mình hơn. Đó. Xài lao nồi xài thì trong cái những cái lúc này thì các bạn có thể xịt 15 ngày một lần cho mình để bảo quản cái nụ của mình ha, hàng này. Bảo quản cái nụ của mình nó không có bị đen nụ ha, bị khô nụ, bị rụng nụ á. Và mình nói thêm có trả lời những câu hỏi của các bạn như sau á. Là các bạn nói bây giờ cây của mình nó bị nở hết giáo rồi thì bây giờ mình ngắt hết, mình tuốt lá cho nó nở và mình làm bông lại được kịp không, thì mình nói không nha các bạn. Không có vụ mà bây giờ mà làm bông, không có vụ mà bây giờ tuốt lá và cho nó nở rồi làm bà làm nụ là kịp đâu nha các bạn ha. Thì các bạn cây của các bạn chăm sóc sao á để cho nó nở thì mình không biết ha. Chứ thời tiết năm nay là cái cây mai nó khó nở bậy lắm các bạn, nó có chỉ nở lác đác nè, như lác đác như một hai bông gió như thế này thôi, chứ không khi nào mà nở trên 50% các bạn à. Thì các bạn không biết chăm sóc sao thì mình nói cái vấn đề chăm sóc cây mai thì các bạn phải chăm sóc sao nó điều độ ha. Các bạn bỏ phế cây mai xong không rồi nó chỗ bậy là đâu đúng rồi. Ví dụ như mình nói về nước thôi, các bạn tưới không điều độ cây mai nó cũng nở bậy nữa. Ví dụ như các bạn bữa thì các bạn tưới nước quá nhiều, bữa thì cây của các bạn để thiếu nước, thì khi mà cây của các bạn bị thiếu nước á mà bạn tưới nước lại á, thì bảo đảm là nụ nó nở giáo ha. Cái vấn đề đó là các bạn do bạn chăm sóc không đúng ha, tưới nước không điều độ. Cái thứ hai bón phân cũng vậy, nếu mà các bạn bón phân cặp trời á, khi mà các bạn cả tháng các bạn không bón, hoặc tháng mấy không bón, giờ các bạn bón lại cũng bón chế độ phân bón đó, nhưng mà bón lại thì nó sẽ là da chồi lá hoặc là nó nở bông sớm luôn các bạn đó. Bởi vì cây mai của người ta tại sao bón phân đó mà cây mai người ta không bị chỗ sớm ha, không bị vấn đề gì, mà cây mai của các bạn là khi mà bón phân đó vô lại bị cái tình trạng là nở sớm hoặc là bị da đọt non, thì là do cái chế độ chăm sóc của bạn nó không điều độ nha các bạn. Rồi mình chăm sóc mai mình phải chăm sóc điều độ các bạn. Và đặc biệt hơn là các bạn phải xiên. Ví dụ như cái nào mà mình hàm biến được thì làm biến. Thì mình đã nói nhiều rồi ha, cái nào mà làm biến thì làm biến nhá, nhưng mình rất là làm biến. À, nhưng mà cây mai mình vẫn là đạt nụ ha, đạt nụ và không có bị chỗ sớm. Đó nha các bạn. Cái nào nên làm biến thì được thì làm biến, còn cái nào phải xiên thì phải xiên. Ví dụ như bây giờ bạn làm biến xịt thuốc trừ sâu quá ha, bạn sợ xịt thuốc trừ sâu quá thì các bạn mua cái thằng BOB đó, mình có giới thiệu đó, thì bạn xịt này cũng được các bạn, có xịt. Như bây giờ mình xịt BOB này cách đây 4-5 tháng nha, vừa mình 4-5 tháng nay, khoảng 4 tháng nay là không có xịt cái gì nữa hết giáo ha. Đó làm biến, nhưng mà cái cây mai của mình nó nụ nó vẫn ok, vẫn không bị
đen nụ, trái nụ là do mình có xịt BUB nha các bạn. Còn các bạn không có BUB xịt thì các bạn phải chịu khó bạn xịt cho mình thằng như nãy mình nói á, bất kỳ cái loại thuốc trị bọ chỉ nào và thằng Anvin này nha các bạn. Các bạn không được bỏ phế. Và đồng thời cái vụ tưới nước, mình ở đây á, mình làm biến cái gì, nhưng mà ví dụ tưới nước là mình không có làm biến nha các bạn. Tưới nước thì mình tưới lúc nào cũng cây mình nó cũng phải đạt cái nhau, có nghĩa là lúc nào cây mình nó cũng không phải nào quá dư nước và cũng không khi nào quá thiếu nước nha các bạn. Đó. Với cái những cái vấn đề nào mà mình làm biến được thì mình làm biến, còn những cái vấn đề nào mà bắt buộc mình phải làm cho nó điều độ nó như bón phân và tưới nước thì bắt buộc phải điều độ các bạn ha. Chứ các bạn không nên bỏ phế cứ nhớ chực mà mới bón phân hoặc tưới nước là thua các bạn, là cái cây mai mà nó không chăm sóc được. Thí dụ như mình bạn làm biến uống thì đó vẫn được ok ha, chỉ cần tỉa tỉa thời sơ là cái cây mai mà nó tròn là chơi được rồi ha. Thì tại vì uống cây á, rất là cực các bạn, mất thời gian. Tại uống á, là bạn uống xong rồi á, uống thì các bạn khi mà cái cây nó bị khuyết kẽm thì các bạn phải tháo kẽm nữa ha, rồi mỗi năm phải mới uống, là uống xong thì nó vương tàn phải tỉa ha. Có gì hả, cái nào làm biến được thì làm biến, thì đương nhiên các bạn làm biến thì không bao giờ cái cây mai bằng đẹp bằng cái những người ta xiên chứ ha. Thì biết rằng uống á thì nó tạo dáng cho cây mai nó rất là đẹp các bạn, nhưng đó ngược lại các bạn phải xiên đó. Các bạn thấy nhà cây mai của mình là nụ cây nào cây nấy là nụ, bạn nói là khích tuyệt vời không á ha, nụ kinh khủng lắm. Mình trên chăm sóc hả cũng thường thôi mà các bạn thấy nụ cây mai của mình ha, nụ rất là ghê khủng, khô kinh khủng ha, không có xài kích bông luôn á. Các bạn thấy nụ là rất là kinh khủng á, cây nào cũng nụ kinh khủng các bạn. Đó, bởi vì mà cái nào mà mình làm biến được thì làm biến, cái nào phải xiên thì xiên các bạn. Cái cây này nó nụ, cái này là do giống nha bạn, nụ nó to kinh khủng luôn, nhưng bông nó không đẹp, bông nó xấu quắc à. Cây này kia là bông tạp chủng, lấy hộp cây dảo á, ương da này nó ta ra tạp chủng tùm lum các bạn. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng các bạn hãy cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn video tiếp theo.